Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2017, mang nước sơn màu bạc, trang bị Larang đúc 4 bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ, tư nhân chính chủ biển Cần Thơ 65, biển 65. Em đánh bắt xa bờ được một con Toyota Vios biển 65A13033. Đấy, form dáng rất là đẹp, form mới các bác nhá. Form mới 2017 nó lên máy trắng, máy mới các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, sơn xi thì led căng, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện và cột xe. Đấy, một mẫu xe được mệnh danh là một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng quý đá bản sedan hai đầu. Máy 1.5 thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe lại ăn tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. 6 lít xăng trên 100 cây số. Nội thất ghế da màu kem rất là sạch sẽ đẹp đẽ đây. Đầu Toyota nguyên bản theo xe. Đấy, táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô. Đấy, một mẫu xe đấy, Toyota Vios hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi. Đấy, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào bán xe cũng như mua xe cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhá. Cột kèo đinh tán zin nguyên bản các bác nhá, bật lên xuống này. Đấy. Ốc áp bản này. Đấy. Chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ này. Đấy, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhá. Rất đẹp luôn, vẫn còn gai sần. Đấy, táp ly này màu kem. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa không hề mục mọt này, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, nội thất thì tươi mới sạch sẽ, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, không taxi, không dịch vụ. Đây là phần hàng ghế đằng sau các bác nhá, hàng ghế đằng sau này. Đấy, rất đẹp luôn, sản xuất 2017 nó lên máy mới, máy trắng các bác nhá. Máy mới, máy trắng, chân nỉ nguyên bản theo xe, đã được bọc một lớp ni lông các bác nhá, đã được bọc một lớp ni lông. Tất cả những ốc ác bản này. Đấy, ốc ác bản này nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, đinh tán răng giật của xe. Đấy, cam kết các bác là xe zin cả xe các bác nhá, màu bạc xịn sò luôn. Đấy, màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng sau bên phụ này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá, vẫn còn gai sần đẹp luôn các bác nhá, đẹp lung linh luôn, phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhá. Tất cả hệ thống khung cánh cửa. Đấy, các bác xem led như là soli. Đấy, rất là xịn sò, không hề mục mọt, keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Quả lốp của đằng sau bên phụ các bác nhá, lốp giáp này khá là dày dặn luôn. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp không hề mục mọt, Larang đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các bác nhá. Larang tăm này. Đấy, sơn xi sáng bóng, hệ thống đèn đóm này. Đấy, hệ thống đèn đóm rất là sáng bóng đều nhau, mang biển kiểm soát 65A. Đấy, sơn xi led căng. Đấy, form dáng rất là ok. Một mẫu xe được mệnh danh là lồi đồng quý đá, thương hiệu Nhật Bản các bác nhá. Sau đây là phần gầm của xe các bác này. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Đấy, chắc lịch các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, gầm bệ chắc côn số ngọt. Đấy, máy số zin các bác nhá, máy số zin. Lốp dép rất là dày dặn luôn, lốp dép rất là dày dặn các bác nhá. Đấy, xăng ăn 5 lít 8 trên 100 cây số, đường hỗn hợp các bác nhá. Thì em cứ gọi tắt là 6 lít. Đấy, gọi tắt là 6 lít các bác nhá. Đấy, cua lốp. Đấy, rất là đẹp. Phanh đĩa 4 bánh này. Nội thất đẹp đẽ sạch sẽ, táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái. Đấy, táp ly cánh cửa các bác nhá, led như là soli luôn. Tất cả hệ thống khung cánh cửa. Keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin, chốt khóa kẹt trẻ em các bác này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhé, khung cánh cửa đây. Đấy, khung cánh cửa của xe các bác nhé, không hề mục mọt luôn. Đấy, ốc ác bản này chưa hề động đến ca lê mở lết. Lót sàn đã được trang bị lót sàn đầy đủ các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ, một mẫu xe gia đình sử dụng, phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhé. Gương kính chỉnh điện. Đấy, và cụp xòe các bác nhé. Đây, chân côn, chân phanh, chân ga các bác này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Hốc bản này. Hệ thống táp ly cánh cửa.
Đấy, vẫn còn gai sần các bác nhá, vẫn còn gai sần. Đấy, táp ly cánh cửa này, phần khung cánh cửa này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Đấy, sơn si xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, độ đồng sơn zin của chiếc xe còn khá là nhiều các bác nhá, ốc ác bản nè. Đấy, chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Đấy, các bác xem rất là ok. Hệ thống cột kèo đinh tán của xe. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe mang biển kiểm soát Cần Thơ 65. Đấy, 65 các bác nhá, biển 65 cuộc đời. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhá, bản sedan hai đầu. Cốp của nó khá là rộng rãi các bác nhá, khá rộng rãi luôn. Đấy, khá là rộng rãi các bác nhá, đinh tán giằng giật này. Máng nước này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, ốc ác lắp cốp. Chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin, tổng quan của lắp cốp này. Đấy, các lỗ của nó tròn các bác nhá, không hề móm méo này. Lốp sô cua các bác này. Đấy, kích tròng đầy đủ các bác nhá. Đấy, sàn xe các bác nhá. Đấy, các bác xem sàn này. Đấy, không hề có nhựa mục mọt chi các bác nhá, không hề mục mọt luôn. Lốp sô cua. Đấy, rất là ok. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo trực tiếp cho em. Sau đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, các bác xem gầm bệ này. Đấy, gầm bệ của nó chắc lịch các bác này. Đấy, các bác xem. Có nào thì như thế các bác nhá. Em quay như này thì không thêm mà không bớt được các bác nhá. Không thêm mà không bớt được. Đấy, các bác cứ xem và cảm nhận. Đấy, có gì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, theo số điện thoại 0964656865. Lốp dép thì khá là ok. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp đấy, không hề mục mọt các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác nhá. Bô lăng này. Bô lăng 3 chấu các bác nhá, rất là xịn sò luôn. Sau đây em sẽ đề máy lên này. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Máy thì đề cái lỗ ngay. Đấy, đề cái lỗ ngay các bác nhá. Điều hòa thì rất là mát luôn. Em ấn AC này. Đấy, điều hòa rất là mát các bác nhá. Cổng sạc điện thoại đầy đủ luôn. Phần quạt số này. Phanh tay này. Đấy, quả số phanh tay, xi nhan báo rẽ. Hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa. Đó. Phun nước gạt mưa, rất là xịn sò luôn. Hệ thống kính lên xuống. Đó. Đó. Rất là ok các bác nhé. Đó. Chân nỉ đây. Chân nỉ này, chắn nắng các bác này. Đấy, chắn nắng đèn gương trang điểm này đầy đủ các bác nhé. Đấy, chắn nắng hai bên. Đấy, gương trang điểm rất đẹp. Gương chiếu hậu này. Đấy, hệ thống gương cụp xòe này. Đó, gương cụp xòe các bác nhé. Chỉnh điện này. Đó, chỉnh điện các bác nhé. Rất là ok. Đấy, chỉnh điện các bác này. Đó, táp ly cánh cửa này. Táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô các bác nhá, thảm trải táp lô. Đầu Toyota nguyên bản này. Đấy, đầu Toyota nguyên bản các bác nhá, hộp đựng đồ này. Đó, hộp đựng đồ các bác nhá. Phần bệ tỳ tay này. Đấy, ghế da rất là xịn sò luôn các bác nhá, ghế da xịn sò luôn. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhá. Con này chạy được 5.9 các bác nhé. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Xe đẹp xuất sắc luôn. Đấy, phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhé. Keo chỉ zin, có máy số zin. Nội thất này. Đấy, rất là ok. Bô lăng 3 chấu. Đấy, tất cả kẽ bô lăng chưa hề có sự hao mòn. Tiếng máy lổ rất là thì thầm luôn. Đấy, lỗ êm như gà mổ thóc các bác nhé.
Dạ vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios sản xuất 2017. Đấy. Lên form mới, máy mới, máy trắng các bác nhá, máy mới, máy trắng nha. Rất đẹp luôn. Máy lỗ thì thầm, máy số zin các bác nhá. Đấy, máy số zin. Tất cả phần ủ giảm sóc này. Đấy, tất cả đinh tán nhập giật này, lắp cabo này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, máy thì lỗ rất là thì thầm luôn. Đấy, máy số zin các bác nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 355 triệu đồng. Đấy, 355 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017, form mới, máy mới, máy trắng các bác nhá, máy 1.5. Đấy, máy lỗ rất là êm, máy đang lỗ các bác nhá. Cam kết các bác là zin cả xe luôn. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền 355 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc các bác nhé. Tất cả các lỗ của xe này tròn zin nguyên bản luôn các bác nhé, tròn zin nguyên bản luôn. Keo chỉ zin, tem mác theo người sản xuất này, tem mác theo người sản xuất các bác nhé. Đấy, rất là ok. Đấy, hệ thống đèn đóm các bác nhé. Đấy, phải nói rất là đẹp luôn. Giá tiền 355 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017, form mới, máy mới, máy trắng các bác nhé. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Nissan Probus, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật. Đấy, hàng nhập Nhật các bác nhé. Một mẫu xe tập đi tập lái che mưa che nắng. Đấy, đó là một mẫu xe Nissan Probus sản xuất những năm 1992. Đấy, 1992 các bác nhá. Máy lỗ mà còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát. Mua về tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Đã được độ lên màn hình đầy đủ đây. Màn hình đầy đủ các bác nhá. Đấy, xe rất là ngon luôn. Đấy, ngon bổ rẻ các bác nhá, ngon bổ rẻ. Ai mua xe đẹp, xe rẻ chạy khỏe đến cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Đấy, địa chỉ của em đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. 48 triệu. Đấy. Một mẫu xe Nissan Probus sản xuất những năm 1992, phiên bản số sàn, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, mang nước sơn màu bạc. Đấy, mang nước sơn màu bạc, hàng nhập Nhật các bác nhá, hàng nhập Nhật. Đấy, hàng nhập Nhật, mua về tập đi tập lái che mưa che nắng ok. Đấy, tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Đấy, bản sedan hay đâu. Và trước này là chiếc Che Cui Cui. Đấy, Che Cui Cui. Đấy, lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, hàng nhập hàng này là sản xuất lắp ráp xuất xứ tại Việt Nam. Đấy, xuất xứ tại Việt Nam. Đấy, gọi là Cherry Quy Quy. Đấy, sản xuất 2009. Giá tiền thì chỉ có 54 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe đăng ký là 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát Hà Nội 30T 2594 các bác nhá. Đấy, 30T 2594 này. Đấy, mua về tập đi tập lái che mưa che nắng, giá tiền thì rất là rẻ luôn các bác nhá, rất rẻ luôn. Đấy, chỉ có 54 củ khoai. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Che Quy Quy. Đấy, bô lăng 4 chấu, máy lỗ mà còi kêu, máy lỗ giòn tan luôn. Ghế da bọc lại mới tinh thì tình. Đấy, ghế da bọc lại mới tinh thì tình, đăng ký 5 chỗ ngồi. Mẫu xe nhỏ gọn và tiết kiệm nguyên liệu. Đó là một mẫu xe Che Quy Quy. Đấy, lắp ráp tại Việt Nam, thương hiệu của Trung Quốc. Thương hiệu của Trung Quốc các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi, 54 triệu đồng. Mua về tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Daewoo lá lốt sản xuất 2004. Đấy, 2004, số sàn, máy 1.6. Giá tiền trước này là bên em đang chào bán với giá là 64 triệu đồng. Vâng, 64 triệu đồng. Sơn xi màu trắng, biển kiểm soát Hà Nội. Đấy, hệ thống đèn đóm này, đèn pha này, đèn gầm thì nó mới ố nó vỡ tí thì em đang cho đi thay bộ đèn gầm mới tinh các bác nhá. Đấy, cho đi thay bộ đèn gầm mới tinh. Đấy, cho các bác sử dụng yên tâm luôn. La răng đúc này, la răng thì củ khoảm an toàn và là vằn các bác nhá. Nội thất. Đấy, nội thất ghế da hai màu. Đấy, tập đi tập lái che mưa che nắng. Đấy,
Đó là một mẫu xe Daewoo lá lốt sản xuất 2004 bản đổ điện xịn. Đó, giá tiền 64 triệu đồng. 64 triệu đồng các bác nhá, rất rẻ luôn. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội 29A. Đấy, 93487. Và đây là một mẫu xe đẳng cấp một thời, đó là một mẫu xe Toyota. À, đây là một mẫu xe Nissan. À, Nissan các bác nhá. Nissan máy 1.8 xuất xứ sản xuất 1990, đăng ký 1991. Giá tiền 50 triệu đồng. Đấy, 50 triệu đồng, Nissan nhập Nhật. Đấy, 50 triệu đồng các bác nhá. Sản xuất những năm 1990, bản sedan hai đầu. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái bên em còn rất là nhiều luôn các bác nhá, rất là nhiều luôn. Đấy, lá lốt 2001, 67 triệu, biển kiểm soát Linh Bình. Đấy, 35A. Đấy, lá lốt các bác nhá, còn rất là nhiều này. Và đây cũng là một mẫu xe lá lốt nữa đây. Sản xuất 2000 các bác nhá, 48 triệu các bác nhá. Đấy, Daewoo lá lốt sản xuất những năm 2000, con này 69 triệu này. Đấy, 2001 này. Con này năm 2000. Đấy. 2000 các bác nhá, 48 triệu. Đấy. Tập đi tập lái che mưa che nắng các bác nhá. Máy lổ một còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát ok, màn hình đầy đủ. Đấy. Giá tiền thì chỉ có 48 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo lá lốt mang biển kiểm soát 89A06203. Đấy. Bên em 7 chỗ này, rất là nhiều luôn các bác nhá, 7 chỗ một dàn. Máy dầu, máy xăng có đủ, số tự động, số sàn. Đấy, không thiếu cái gì các bác nhá. Xe gì cũng có này, cửa tiền từ 50 triệu đồng cho đến 700 triệu đồng quay đầu các bác nhá, 700 triệu đồng quay đầu. Đây là một mẫu xe bán tải này. Đấy, một mẫu xe bán tải các bác nhá. Đấy, đó là một mẫu xe bán tải này. Đấy, máy dầu, máy 3.2, giá tiền thì chỉ có 175 triệu đồng thôi. Đấy, một mẫu xe bán tải các bác nhá. Sơn si thì màu mận chín rất là đẹp. Đấy, đời cao mà giá rất là rẻ. Bản này bản lắp ráp trong nước các bác nhá. Đấy, ưu tiên người Việt dùng hàng Việt các bác nhá. Đấy, bô lăng, màn hình cam nồi đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bán tải, bác nào mà mua về công trình, công trường. Đấy, ok. Đấy, thùng hàng này. Đấy, thùng của nó này rất đẹp luôn các bác nhá, khá là rộng rãi luôn. Đấy, sản xuất 2011. Đấy, lốp dép rất là to luôn, lốp dép khá là dày. Đấy, một mẫu xe Firemo. Đấy, hàng này là hàng lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, một mẫu xe bán tải, máy dầu, máy 3.2. Đấy, với giá tiền chỉ có 175 triệu đồng thôi. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể và ghé thêm mấy mẫu xe tập đi tập lái. Đấy, bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau ạ.